Thưa quý vị và các bạn, sau sự cố sạt lở tại rào Trăng Ba, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đến thời điểm này vẫn là một nỗi ám ảnh với nhiều người. Trong một năm sau sự cố kinh hoàng này, vẫn còn 11 công nhân mất tích, chưa tìm thấy xác để trở về với gia đình. Dù đối diện với vô vàn khó khăn, nhưng những người lính cứu hộ cứu nạn vẫn không bỏ cuộc. Họ vẫn kiên trì tìm kiếm khắp các vị trí, đồng hành cùng người nhà các nạn nhân vượt qua nỗi đau, nỗi mất mát. Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, một năm sau sự cố kinh hoàng. Đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức dâng hương tưởng niệm 13 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Những nén hương thành kính bày tỏ sự tri ân và niềm tiếc thương vô hạn các liệt sĩ giữa núi rừng Thừa Thiên Huế. Suốt một năm qua, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã vượt qua mất mát, đau thương, dãi nắng, dầm mưa, kiên trì tìm kiếm các công nhân mất tích. Bằng quyết tâm và bằng trách nhiệm, nỗ lực cao nhất thì tất cả các lực lượng kiểm tra quyết tâm là sẽ cố gắng tìm cho bằng được tất cả các nạn nhân để bàn giao các nạn nhân về với gia đình. Còn với những người nhà các chiến sĩ đã hy sinh tại tiểu khu 67, suốt một năm qua, họ đã nén nỗi đau trở nên mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình, con cái. Những giọt nước mắt đã biến thành động lực để những người vợ, người mẹ hoàn thành tâm nguyện của người đã mất. Mười ba chiến sĩ mà hy sinh ở rào Trăng thì các chị là vẫn liên lạc với nhau, cũng lập một cái nhóm và cũng hay nói chuyện tâm sự, có chuyện chi là cũng mẹ chị em cũng chia sẻ với nhau, thì cũng an ủi nhau vậy. Tức là trước cái sự hy sinh mất mát của anh ấy, thì đấy là cũng một sự hy sinh mất mát lớn với gia đình, thì đấy là không có thể gì mà bù đắp được. Nhưng mà cũng sự hy sinh mà anh dũng của anh ấy, thì mình cũng phải cố gắng nỗ lực để không phụ lòng cái sự hy sinh của anh ấy. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng trách nhiệm với đồng đội, với nhân dân đang là động lực để những người lính bộ đội Cụ Hồ mạnh mẽ tiến lên phía trước. Chúng tôi vẫn mong rằng các gia đình hết sức chia sẻ và thấu hiểu cho những người lính, cho các lực lượng tìm kiếm ở đây. Nếu giai đoạn 6 này không tìm, không có những tín hiệu nữa, thì người ta có thể xem như con em mình đã hòa vào với núi sông, hòa vào với đất mẹ Việt Nam, để chúng ta lại, những người còn lại phải vươn lên sống tiếp, để tiếp tục là xây dựng gia đình, xây dựng quê hương nó tốt đẹp hơn. Sau một năm, Rào Trăng vẫn còn hẳn lên những dấu tích của thiên tai, mưa lũ. Tuy nhiên, bằng nghĩa đồng bào, sẻ chia, những người dân nơi đây đang cùng nhau vượt qua nỗi đau để niềm tin và tình yêu thương lan tỏa khắp nơi.